Rồi, các bạn chú ý này, trong phần này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là GitHub Desktop mà do bọn GitHub nó cung cấp ra nhé, để cho chúng ta thực hiện cái quá trình là phát triển và quản lý cái dự án này. Thì các bạn để ý cho thầy này, thì trong phần trước thì thầy đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách là tạo project rồi đúng không? Cách tạo project trên GitHub thầy không nói nữa nhé. Thì cái quan trọng nhất là trong phần này là bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể lấy được cái dự án trên đằng GitHub này để đưa về máy của chúng ta và sau đó chúng ta phát triển trên folder đó. Thì các bạn để ý này, thì việc đầu tiên chúng ta mở cái phần mềm là GitHub Desktop này lên thì nó sẽ có cái chức năng gọi là clone a repository này from the internet. Thì cái này nếu mà các bạn làm nhanh ấy thì thực ra là các bạn có thể kích vào đây luôn cũng được này, xong clone về cũng được. Đây này, nó có rất nhiều cách làm nhé. Cách thứ nhất là khi các bạn mà đã đăng nhập vào thằng GitHub Desktop ấy thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái dự án mà bọn em đang join vào rồi. Thì bọn em kích vào đây, ví dụ như thầy đang nói là cái dự án là Trần Văn Điệp này, Aptech này, thầy chỉ cần clone này về một phát là như này nó nhảy nhanh đến chỗ này luôn. Sau đó là thầy sẽ chọn cái folder mà để chứa cái dự án này. Đây là vào cái thằng app này, ví dụ như vào đây, đây htdoc aptech, giả dụ vào đây tạo cái folder đặt tên là folder test này nhé. À, test chắc có rồi, gì đấy, abc đi, là như này. Sau đó là open folder này nhé, sau đó là ấn clone là xong, hiểu không? Còn trong trường hợp cái này thì thầy dừng nhá, thầy không nói cách này nữa, cách này chỉ clone vậy là xong thôi. Còn cái nữa là trong trường hợp mà thằng nào đấy không nhìn thấy ở đây, không biết là tìm cái nào thì làm thế nào, thì kích vào cái chữ này cho thầy này là clone này này, sau đó vào url thì lên trên mạng này, vào cái link mà các bạn ấy gửi ấy, copy cái này và đặt vào đây. Sau khi đặt xong ấy thì vào đây chọn cái folder của dự án, giả dụ thầy chọn cũng là folder abc này nhá, không ấn ok được chưa. Sau đó là ấn clone là chúng ta đợi thôi nhá, đợi cho nó load xong cái dự án này về. Đây các bạn đợi một tí này, nó load xong dự án này về là ok. Thì làm bằng cái giao diện này thì thầy nghĩ là các bạn sẽ dễ hơn so với dùng dòng lệnh đúng không? Các bạn làm cách này các bạn không phải nhớ mã lệnh gì cả, không lại mệt lắm. Thì các bạn để ý này, sau khi xong cái này rồi thì các bạn sẽ có một cái hệ thống như này. Thì giả dụ làm xong phần đấy nhá, các bạn bật cái project của các bạn lên, giả dụ ở đây là project này abc ở đây đúng không, aptech đây đúng không, giả dụ thầy sửa một số chỗ nhá, ví dụ như ở đây vào đây tạo cái root này này, thầy cho cái nữa root bán hàng ba đi vẫn vào đây, sau đó là bọn em vào bất kỳ một cái file nào đấy sửa hay thêm gì thì tùy nhá. Đây gọi là test này. Thì bọn em nhìn này, sau khi làm ở đấy thì trên chính cái phần mềm của thằng GitHub Desktop này này, nó báo luôn cho chúng ta là có những file nào đã sửa. Và các bạn có thể kích vào đây, các bạn nhìn được là cái chỗ nào các bạn sửa này. Thì làm vậy nó tiện hơn. Thì các bạn nhìn được là file này hóa ra tôi đang thêm có mỗi chữ test. Còn file web này các bạn có thể quản lý xem là hóa ra đây tôi đang sửa cái này. Hiểu không? Là biết được ngay cái chỗ nào bọn em sửa, nhìn trực quan luôn. Còn là dùng câu lệnh thì chắc là bọn em không quen và không biết nó sửa như nào, rất là khó chịu và phức tạp đúng không? Thế thì các bạn nhìn luôn vào đây này, biết được chỗ nào sửa và chỗ nào thay đổi đúng không? Thì các bạn để ý cho thầy nhá, là khi mà các bạn muốn đẩy cái, bây giờ bài toán đặt ra là làm thế nào để các bạn đẩy được cái code này lên trên kia cho các bạn khác làm cùng đúng không? Thì các bạn để ý này, nếu các bạn sẽ vào đây nhá, ví dụ như các bạn muốn đẩy cái nào lên thì các bạn tích vào cái đấy, đây này, đây như thế này là thầy sẽ thực hiện quá trình đẩy hết. Còn trong trường hợp các bạn muốn đẩy một file thì đây, các bạn đã bỏ cái tích đi thì nó sẽ không đẩy cái đấy. Hoặc là nếu mà thầy muốn chọn tất thì thầy tích hết vào đây, sau đó là gõ cái commit ở đây là gì thì mô tả cái chức năng này, giả dụ là test cái phần commit này nha, giả dụ đấy. Sau đó là mô tả các chức năng phát triển đây cũng được này, mô tả ví dụ như là sửa cái thằng root này này, hay là add comment vào cái thằng test controller. Thì nếu mà thằng nào làm hẳn hoi thì code ghi nội dung cẩn thận ra như thế này cho thầy.
Sau đó ấn commit to master. Sau khi làm xong cái thằng này thì các bạn sang cái phần history này. Thì các bạn thấy được là đã có cái commit tạo ra rồi. Thế thì các bạn thử lên trên đây xem có chưa nhá. Thì các bạn để ý cho thầy này. Lúc đấy các bạn mới tạo cái test comment thôi. Nên ở đây rõ ràng đây này, cái này của bạn là test commit nhưng ở đây chưa xuất hiện đúng không? Đúng không? Thì nguyên nhân ấy là do các bạn chưa put nó nên nó chưa lên. Nó mới, nếu mà các bạn chỉ mới gọi là commit đây này thì nó mới dừng ở local của bạn thôi, tức là máy tính của bạn thôi. Trên server của thằng GitHub vẫn chưa xuất hiện. Bài toán đặt ra là làm thế nào để cho nó xuất hiện được thì các bạn vào cái thằng JSON tree này. Đây, JSON này. Các bạn ấn push cho thầy phát. Đây, các bạn push ở đây một cái. Thì sau khi push xong này thì đây các bạn nhìn này là nó đợi cho nó thành công xong. Hangout on này. Sau khi xong rồi các bạn chỉ cần refresh đây một phát thì sẽ thấy được là cái commit của bạn đã được đẩy lên rồi. Đúng không? Như thế là xong thôi. Còn các bạn khác muốn lấy code về thì các bạn chỉ cần kích vào chữ JSON tree này, JSON tree này, các bạn chỉ cần ấn vào pull này là nó sẽ về máy của các bạn thôi. Vậy là coi như là nếu mà làm cái này thì thực sự là nó chỉ cần hai cú kích chuột với lại một cái cú kích chuột là lấy được code về đúng không? Nó dễ cho các bạn đúng không? Nha. Thế thì cái cách này có thể dễ hơn không? Tất cả mọi cái được mà. Được mà. Trong hết folder của bạn ở đây có bao nhiêu file sửa thì nó làm được luôn nhá. Thì cái này nó là giao diện trực quan thì các bạn nhìn nó dễ hơn, hiểu không? Thì các bạn thử và test cả hai công cụ cho thầy thử bằng cơm măng lạnh và sử dụng giao diện nhé. Thì thầy nghĩ là chắc là bọn em sẽ quen giao diện hơn, là chỉ cần mấy cú kích chuột là xong mà nhé. Làm sao mà đẩy được? Em phải kết nối vào đã thì em mới đẩy lên được chứ. Em phải có cái dự án về thằng GitHub nữa chứ. Chờ đấy được. Thì có nghĩa là bây giờ rồi ok, để thầy sẽ phân tích lại cho bọn em một tí.